Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị sẽ cùng đến với tiểu mục Cà phê đời sống. Và để mở đầu tiểu mục này, chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng đến với một bài thơ rất là hay liên quan đến chủ đề này. Thưa quý vị, em, cô giáo mầm non, em vào nghề khi vừa tròn 21. Thấm thoát đã 6 năm, ai cũng hỏi em có chồng hay chưa. Em trả lời em chưa có chồng, nhưng là mẹ của một đàn con nhỏ. Đứa tập bò, đứa tập đi, đứa bi bô, ea tập nói. Bài thơ này chính là một tâm sự của các cô giáo mầm non về những sự hy sinh thầm lặng của các cô. Dẫu là có rất nhiều những áp lực, thế nhưng nếu như không có tình yêu với nghề thì có lẽ sẽ thật là khó để các cô có thể ở lại, có thể bám trụ và có thể chăm sóc các con với một tình yêu thương bao la như vậy. Những cô giáo dạy trẻ, những cô giáo mầm non không chỉ là một người nuôi dạy cho các con đánh từng vần chữ đầu tiên hay là biết từng con số nhỏ, mà các cô còn là một người chăm sóc, một người nuôi dưỡng, một người hộ lý của các em, hay chúng ta vẫn hay gọi thân thương như là một người mẹ thứ hai, đúng không ạ? Đúng rồi. Và ngày 20 tháng 11 thì để chúng ta thêm trân trọng nghề giáo viên và đặc biệt là nghề nhà giáo mầm non, thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe những cô giáo trẻ sẽ cùng tâm sự, những người mà đã luôn ngày đêm là cần mẫn với cái sự nghiệp chồng người và ngay từ khi là các bé còn rất nhỏ. Sáu giờ ba mươi sáng, thời điểm bắt đầu bước chân đi làm của cô giáo mầm non này. Cô phải tới lớp trước 7 giờ để có thể chuẩn bị một môi trường tốt nhất cho những đứa con của mình. Một ngày của tôi là tôi ra khỏi nhà là 6 giờ 30 phút. Khi tôi đến trường thì chuẩn bị vệ sinh lớp học và chuẩn bị đồ dùng, một hoạt động một ngày của các con từ sáng đến tối. Đón cháu và trao đổi tình hình của con với các bậc phụ huynh hàng ngày. Các con đến lớp có vui vẻ không, có ăn được không và có ngủ tốt không? Người ta bảo nghề giáo viên mầm non là nghề chỉ có đi là đổ vô vệ sinh cho các con là chủ yếu, nhưng mà thực sự là khi chúng tôi đi học rồi, bản thân khi ở ngồi trên ghế nhà trường cấp 3 tôi cũng ngỡ ngàng lắm. Tôi cứ nghĩ đến lớp chỉ dạy các con hát thôi, chẳng không phải làm gì cả. Chứ cứ nghĩ là các con, các bạn lớn ấy, chỉ dạy hát, dạy học chữ thôi. Nhưng mà đến khi tôi đi học, đi ngồi trên ghế nhà trường, tôi học trong thời gian mấy năm sư phạm thì tôi mới vỡ lẽ ra là không phải chỉ có dạy hát, dạy múa không, mà còn rất rất nhiều các cô mầm non cũng như là người mẹ thứ hai của các con, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục các con hàng ngày. Và chúng tôi đóng rất nhiều vai một ngày: bác sĩ, diễn viên múa, ca sĩ, thợ lề, thợ mộc. Nói chung là chúng tôi đa ngành đa nghề, rất rất là vất vả. Nếu như thực sự không phải là một người tâm huyết yêu nghề, yêu các con thì chắc chắn sẽ không bao giờ gắn bó được cái nghề. Cô giáo viên mầm non, hàng nghìn giáo viên, nghìn các cô đều rất yêu các con và yêu nghề thì mới gắn bó được với nghề. Chứ còn nếu mà thực sự là mà để vào cái thu nhập thì để mà vì cái thu nhập mà đi làm, nếu không để yêu nghề chắc chắn là mọi người sẽ không làm được 1 đến 2 ngày chứ không phải nói là 1 2 tháng ạ. Vừa chăm vừa dạy, vừa phân xử dỗ dành, và cô giáo mầm non là những người không được cáu. Em cần phải hít một hơi thật sâu. Đấy, sau đó hít thở. Không có chuyện gì hết. Đấy, thế là bắt đầu mới là giải quyết các vấn đề của các bạn. Đấy, để xem là bạn nào có nhu cầu tâm sinh lý như thế nào thì mình sẽ kết hợp cùng với hai cô ở lớp nữa, thì là mình sẽ ba chị em sẽ cùng với nhau là để giúp đỡ các con. Những khám phá đầu tiên của các em ở ngôi trường mầm non của mình, học hát, học múa, nghe những câu chuyện của các cô. Giấc ngủ trưa của những em nhỏ cũng là lúc các cô chia nhau vừa gác cho con ngủ,
vừa tranh thủ làm những đồ thủ công để trang trí lớp học cho các con hay đồ chơi cho các em. Tất cả các cái trang trí này đều phục vụ cho các con. Nửa tuổi này là các con thường thường là phải học thông qua các đồ dùng trực quan, hình tượng. Nếu như không có các đồ dùng thì các con sẽ không học được. Các con nhìn và các con sẽ học nhanh hơn, bắt chước nhanh hơn ạ. 17 giờ 45 phút, những em nhỏ vẫn đợi bố mẹ đến đón và các cô cũng chưa thể tan làm. Cũng có lúc ạ, tại sao mình lại phải chọn một cái nghề vất vả như thế này ạ? Trong khi đó ngoài kia thì đã có rất nhiều công việc có khi là nhẹ nhàng hơn, lương cao hơn. Thế nhưng mà khi đã gắn bó với các con, các bạn ấy rất là non nớt ngây thơ, rất là đáng yêu đấy.